kính chào các anh chị và các bạn đây là bó cây giống mà em đã đóng xong để gửi về cho em ở bát sát lào cai nhé hôm trước em lấy rồi nhưng em lại bổ sung thêm nhé thế thì trong quãng thời gian qua thì cũng cảm ơn tất cả các anh chị em đã lấy cây tao giống đúng nhỉ đến tận vườn này cũng như là gửi qua bưu điện từ bắc đến nam từ trà vinh sóc trăng cần thơ kiên giang đắk nông đắk lắc hay là Hải Dương, Cao bằng đúng nhỉ? Rất nhiều các anh chị em đã ở xa đúng nhỉ? Tin tưởng thì em đã gửi cho các anh chị rồi. Đầu tiên phải khẳng định với các anh chị là cây chuẩn, giống đẹp, yên tâm nhé. Chỗ này là hơn 900 cây. Em gửi cho một bác ở trong Đắk Nông nhé. Đấy, gần 1.000 cây em gửi ở trong Đắk Nông. Em bó đây rồi. Thì uh, chỉ chiều ngày hôm nay thì em sẽ sẽ đóng vào túi bóng. Đây cũng túi bóng kín như này để gửi cho anh chị em nhé. Đấy thì. Uh, các anh chị em ở các vùng miền trồng từ năm ngoái đến giờ thì cũng rất là thành công rồi ví dụ như em thúy ở tây ninh anh tuấn ở um, bình phước và một vài anh chị rất nhiều anh chị em nữa em thọ ở nghệ an em đường ở tân kỳ nghệ an em thọ ở anh sơn nghệ an đúng nhỉ rất nhiều các anh chị em đúng nhỉ trồng cũng đã có quả và quả chất lượng rất là ok và đem lại thu nhập cũng rất là tốt đúng không nhỉ như các anh chị ở trong Vĩnh Long trồng đầu năm đúng không nhỉ cuối năm vừa rồi đến thời điểm này là đã bán được rất nhiều tạ rồi đấy thực sự phải chia sẻ và chúc mừng các anh chị đã lựa chọn đúng đắn về cây giống về cách trồng đúng không nhỉ có thể ở vùng miền các anh chị mới trồng lần đầu thôi nhưng các anh chị đã mạnh dạn trồng và đã gần như là đem lại thu nhập ngay lập tức đấy, thực sự là đó là cái tín hiệu rất là mừng để thì trong những ngày này đầu năm mới 2021 các anh chị nhé hôm nay đang là 14 tháng 1 2021 và cũng là mùng 2 tháng 12 2020 để chuẩn bị còn từ giờ đến cuối năm và tầm ra riêng nữa là cái khoảng thời gian trồng táo rất tốt các anh chị nhé cực kỳ th thích hợp để cho các anh chị trồng táo nhưng em cũng phải chia sẻ với các anh chị là giống táo đến thời điểm này nó đang tăng giá một cách phi mã các anh chị ạ giống cây giống táo tăng một cách phi mã Đấy thì có mấy cái điểm để các anh chị cùng em chia sẻ với các anh chị nhé Đầu tiên đó là như này, cây giống năm nay của anh em chúng em làm ở vườn ấy, thực sự làm nó không đạt các anh chị ạ, không đạt nhé. Đầu tiên đó là uh, cái lửa, trước đây có mấy khoảng 10 anh em chú cháu cùng làm nhưng năm nay thì giảm đi khoảng, khoảng tầm 6 thôi. Đấy, số lượng giảm đi này. Thứ hai nữa, đó là cái việc mà từ lúc mà làm hạt đến lúc mà mà cây nó non bằng này này thì là bị chết rút rất là nhiều nên số lượng không bị không đạt này thứ ba nữa là cái lượng lượng trồng năm nay ấy, ở chỗ nhà em ấy cái lượng mà hỏng cam chuyển cam sang táo chuyển các cây trồng như cam bưởi hỏng chuyển sang táo cực kỳ nhiều cực kỳ nhiều thứ ba nữa là giá táo năm nay nó rất là cao các anh chị ạ đến thời điểm này đang là 38 35 37 38 nghìn một cân táo Đài Loan và 33 nghìn một cân táo Xuân vì vậy mà bà con chuyển sang táo rất là nhiều bởi vì thị trường tiêu thụ của quả táo này rất là tốt Chỉ cần thực sự như anh em chúng em làm táo Chỉ cần trên 10.000 một cân quả táo Thì đã là có rất là lời rồi Làm đã rất là tốt rồi Bởi vì cái công chăm sóc của táo rất là ít Các anh chị nhé Bỏ hoang nó cũng vẫn được Nhưng không cây gì bỏ hoang cũng đều không có thu nhập Nhưng riêng cây táo này Từ cái thời điểm mà không có hoa mình bỏ hoang nó cây nó không chết nhưng cây cam cây bưởi các anh chị bỏ hoang chỉ cần một đến hai lớp lọc là cây bị đơ bị hỏng bị cuốc đi đúng nhỉ nên cái đất trồng cam ở chỗ nhà quê nhà em đây cam canh đúng nhỉ cam lòng vàng hay gọi là cam vinh ấy. vừa rồi cam vinh rất là rẻ đúng nhỉ bà con nào cũng chán chỗ nhà em này cũng thế thôi bản thân nhà em cũng có cam đúng nhỉ cũng là cam sổ đỏ thực sự là như vậy cam canh thì cũng như vậy đúng nhỉ đơ cây hỏng cây nói chung là đã trải qua rồi chán rồi Bây giờ chuyển sang trồng táo. Táo thị trường tiêu thụ rất là mạnh các anh chị ạ. Một ngày hàng ngàn tấn đi ra thị trường vẫn ok. Chất lượng cực kỳ ngon, cực kỳ tốt. Nên uh, khẳng định với các anh chị rằng là năm nay mở rộng diện tích táo ở chỗ nhà em cũng đã lớn rồi. Thực sự lớn. Nên cây giống nó tăng phi mã luôn các anh chị ạ. Đây là những cây giống mà gần như là đào ở vườn nhà ông chú em. Thì ông còn uh, cây nhà em thì gần như là không còn nữa nhỉ. Thì đây là cây sang đến vườn nhà ông chú còn một vài vườn nữa thì gần như là, là người ta sẽ đóng cửa vườn và chờ tăng giá nữa nhỉ tăng cao hơn nữa bởi vì chắc chắn là như anh chị một cây giống thì bao giờ nó phải sấp xỉ bằng một cân táo anh chị nhé có năm em đã mua tại đất tại trồng đúng không nhỉ tại vườn nhà mình để mình trồng đúng không nhỉ 50.000 đến năm năm đến 60.000 một cây này trồng thực sự đến thời điểm này là ra riêng thì kiểu gì giá cũng sẽ còn cao nữa nên khẳng định với các anh chị rằng táo giống năm nay đang khan và đang tăng một cách phi mã nên anh chị nào mua sớm cũng nhỉ thì còn đến thời điểm này thì vẫn còn giá thì vẫn cứ tăng thôi thực sự là phải chia sẻ và 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 cái việc mà mở rộng diện tích thì nó quá nhiều Đấy nên em cũng phải chia sẻ ở trong cái clip này để cho các anh chị hiểu được rằng là cái việc mà trồng táo bây giờ nó mở rộng rất là lớn các anh chị nhé do rất nhiều cái yếu tố từ cây giống từ giá cả Đừng mở rộng diện tích đúng không nhỉ? đấy thì nó tạo ra cái giá chung như vậy. đấy thì ở trong clip này thì các em cũng xin cảm ơn các anh chị đã ủng hộ cây giống, mua cây giống ở trên kênh núi đầu ngạn. đấy thì lần đầu tiên thì em cũng xin chúc các anh chị thành công, chúc các anh chị chăm sóc tốt, sẽ đem lại thu nhập cho gia đình. Đúng không nhỉ? còn với góc độ về những chia sẻ tư vấn của em ấy, thì nó là rất là thật và nó rất là thực tế. các anh chị có thể vận dụng vào để làm cũng như phát triển kinh tế gia đình của mình nhé Đấy thì những cây này 900 cây này thì em sẽ gửi vào trên Tây Nguyên nhé 900 cây này em gửi Tây Nguyên thì mai tối nay em sẽ đóng và gửi vào Tây Nguyên cho các anh chị ở trong Tây Nguyên đấy, chúc các anh chị thành công đấy, với cái số lượng diện tích thực sự là trong đó diện tích đất rất là rộng tiêu cà phê cũng nhỉ các bác kêu rất là nhiều rồi cà phê tiêu Đấy, những cái cây mà rất là khó trồng khó chăm sóc người ta cũng thay đổi thay đổi cơ cấu cây trồng cũng rất là lớn nhu cầu rất là lớn Đấy, vì vậy mà các bác cũng 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 chuyển sang táo đúng nhỉ và bây giờ cũng bắt đầu đã trồng táo thử năm ngoái rồi và năm nay nó hợp nó thấy ok đúng nhỉ? các bác thấy ok và đã bán được rồi thì các bác mở rộng diện tích nên là em cũng rất là phấn khởi và thấy rất là mừng cho tất cả các anh chị đúng nhỉ? đã đem lại thu nhập dù rằng chúng ta vẫn phải biết rằng là mỗi cái vòng đời của mỗi cây thì nó được khoảng tầm 5, 7 năm đến 8 năm là cùng thôi các anh chị ạ. Đấy, nhưng mà với cây táo như chúng em này được gần hạn được tròn 20 năm các anh chị nhé, tròn 20 năm rồi, đấy vẫn duy trì như thế này. Còn như cây cam chúng em đã trải qua đến thời điểm này đang thoái trào rồi. Đấy, tiêu cà phê của các bác cũng như vậy, Thế Thì em cũng chỉ chúc mừng, uh, chúc các anh chị là sức khỏe và uh, uh, thành công với cây táo này nhé. Đây thì em cũng sẽ đóng cây táo này, đây đóng như này, buộc kín này để gửi cho các anh chị và các anh chị nhận cây thanh toán tại nhà. Đấy, cây này em gửi về cho em. Uh, điệu thanh trường tại bát sát lào cai nhé và em cũng sẽ đóng gửi luôn cho mấy chục cây luôn thì bây giờ em sẽ đi đóng thêm mấy chục cây nữa cho em ở à, cho anh ở bình sơn lục nam bắc giang nhé anh ở bắc giang còn các anh em ở gần đây thì sáng nay cũng điện cũng đến lấy rồi nhưng em không có thời gian để quay video gửi cho các anh chị bởi vì thực sự là rất nhiều các anh chị đến nên không thể mỗi anh chị có một video được nên là nhiều anh chị không có video thì các anh chị cũng thông cảm nhé thì em cũng xin cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị thành công em cũng xin kết thúc video tại đây. Và cũng xin nhắc lại các anh chị là từ nay cái thời điểm này đúng nhỉ, thời điểm tháng 12 âm lịch này đến tháng 1 tháng 2 ra riêng đúng nhỉ? Là thời điểm thích hợp nhất trồng cái cây táo nhé. Cây táo có thể tăng đúng nhỉ? Giá có thể tăng nhưng vẫn đủ cung cấp cho các anh chị nhé. Để khẳng định cho các anh chị là vẫn đủ cung cấp cây chuẩn giống đẹp. Các anh chị hoàn toàn yên tâm nhé. Một nữa xin cảm ơn các anh chị đã uh, luôn đã ủng hộ cũng như là luôn luôn tin tưởng cũng như là theo dõi kênh rủ ngạn 98. Em xin uh, kết thúc video tại đây. Một lần xin chào và hẹn gặp lại.